Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị cùng với chúng tôi chắp tay lại niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng tâm tâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếm nạn tao gồm ngã kiếm kiến văn đẳng thọ trì nguyện giải Như Lai chơn thiện nghiệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về đại cương của kinh Pháp Hoa. Kỳ trước chúng ta có học qua về phẩm thứ 11, Hiện Bảo Tháp của Đức Phật Đa Bảo. Thì chúng ta biết là Phật Đa Bảo tượng trưng cho pháp thân thanh tịnh của chư Phật trong mười phương cũng như là của tất cả chúng sanh. Chỗ nào mà có chư Phật thuyết kinh Pháp Hoa, đề cập đến Nhất Thừa, đề cập đến Phật Thừa, thì Phật Đa Bảo thị hiện trong cái bảo tháp để biểu trưng cho pháp thân của chư Phật thường hằng, vượt ngoài thời gian, không gian, trong quá khứ, thông với hiện tại thông với tương lai. Nên đó là lý do tại sao mà chúng ta hiểu Phật Đa Bảo phát nguyện. Ở chỗ nào có thuyết kinh Pháp Hoa là Ngài thị hiện. Nhờ đó mà chúng ta mới có cái niềm tin biết rằng ở trong mỗi chúng ta đều có cái Phật tánh thanh tịnh. Vì cái vô minh vọng động, cho nên chúng ta cứ tạo hết nghiệp này, tạo hết nghiệp khác, do cái tâm tham sân si mạn nghi ác kiến, từ cái sự vô minh đó mà chúng ta quên mất đi cái Phật tánh thanh tịnh, cái pháp thân thường trụ của mình. Nên nhờ mình tụng đọc kinh Pháp Hoa, nghe giảng kinh Pháp Hoa, mình mới trực nhận được mỗi bản thân chúng ta đều có cái tánh giác thanh tịnh đó, tánh giác sẵn có đó. Dẫu khi chúng ta sanh lên cõi trời, dẫu sanh là ở cõi người hay đi xuống loài vật hay là đọa địa ngục, cái Phật tánh đó không bao giờ mất, thường hằng. Mà như trong kinh Đại Niết Bàn đó, thường lạc ngã tịnh. Còn vì chúng ta bám víu vào những cái vật vô thường, bám víu vào cái thân mạng của mình, bám víu vào cái tâm vọng động của mình, bám víu vào những cái cảnh trần bên ngoài, pháp trần bên ngoài, cho nên chúng ta mới quên đi cái tánh giác thanh tịnh sẵn có của mình. Nên ở đây Đức Phật Ngài dạy nhắc chúng ta phải nhớ mỗi chúng ta đều có cái pháp thân thanh tịnh đó, cũng đồng với chư Phật, không có khác. Khác là vì chúng ta chưa có biết quay trở về, sống trở lại thôi, chứ không bao giờ mất. Nên khi hiểu được như vậy thì chúng ta cố gắng trong hiện đời cũng như trong mai sau, người sống tỉnh giác, sống trở lại với cái sự
chánh niệm của mình, và ít nhiều gì phát triển cái tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm tha thứ, vân vân, những cái tâm lành thiện. Đó là những đặc tánh nằm trong cái Phật tánh thanh tịnh của mình. Qua cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, như chúng tôi cũng trình bày sơ, thì cái phẩm này một trong cái phẩm rất là quan trọng và rất là thiết thực đối với hàng Phật tử tại gia xuất gia. Thì Đức Phật Ngài thuyết về cái nhân duyên giữa Ngài và Đề Bà Đạt Đa trong tiền kiếp. Tiền kiếp của Đề Bà Đạt Đa là một vị tiên nhân, và Đức Phật Thích Ca tiền kiếp của Ngài là một vị vua. Ngài bỏ ngôi báo, Ngài đi khắp nơi, nói rằng có ai mà thuyết giảng Pháp Đại Thừa thì Ngài sẵn sàng xả thân hết tất cả, sẵn sàng hầu hạ vị thiện tri thức đó, cung kính lễ bái, rồi dùng thân làm bàn ghế vân vân, cũng không có màng vì pháp chứ không có phải vì thân mạng. Và khi gặp vị tiên nhân Atisa là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, và vị tiên nhân này thuyết pháp cho nhà vua, thuyết kinh Pháp Hoa này, và nhờ đó mà vị vua tức là tiền thân của Đức Phật mới biết tu đạo, và giờ chứng quả vị Phật, và hiện giờ Ngài thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật trong tương lai, hiểu là Thiên Vương. Thì ở đây chúng ta thấy cái hình ảnh của Đề Bà Đạt Đa mà được Đức Phật thọ ký. Thực sự mà nói đó, chắc có lẽ là chỉ có Đạo Phật mới có nói điều này. Vì đa phần là chấp nhị nguyên, chấp có, chấp không, chấp có người mình thương, chấp có người mình ghét. Người mình thương thì hỗ trợ, người ghét thì nguyền rủa, hãm hại. Còn Đạo Phật thì vươn lên cái sự thương ghét đó, sự bạn thù đó. Thì chúng ta biết, nếu chúng ta đọc qua biết bao nhiêu câu chuyện tiền thân của Phật Thích Ca đó, thì gần như trong đời nào cũng có Đề Bà Đạt Đa đi theo để phá Ngài. Mà chỉ có duy nhất trong kinh Pháp Hoa này mới nói rõ Đề Bà Đạt Đa là vị đại thiện tri thức của Đức Phật. Đức Phật Ngài nói nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Ngài mới mau thành Phật. Thì trong những cái câu chuyện tiền kiếp á, thì có một cái câu chuyện là Đề Bà Đạt Đa và Đức Phật tiền kiếp của Ngài đó là những người đi buôn. Thì con lần nọ đó thì tiền thân của Đề Bà Đạt Đa và tiền thân của Đức Phật mới nói rằng chúng ta cũng là những người dân buôn đi mua đồ cổ, thì bây giờ mình không có thể nào đi chung một đường đi đồng đi được, phải có người đi trước, phải có người đi sau. Thì tiền thân của Đức Phật mới nói rằng ôi bây giờ bạn đi trước đi, thì còn tôi sẽ đi sau. Thì tiền thân của Đề Bà Đạt Đa mới nói ồ vậy là quá tốt đi. Suy nghĩ như vậy đó, nếu mà gặp được những cái mối tốt thì chắc chắn mình lấy trước hơn cái người này. Và tiền thân của Đức Phật mới cũng nghĩ thôi, nếu cái người này đó, người bạn mình mà đi buôn như vậy đó, mua những đồ cổ, nếu mà đã biết giá rồi mình đến đó mình không cần trả giá gì mình mua được. Thì theo cái lời hứa hẹn á, thì tiền thân của Đề Bà Đạt Đa là vị thương buôn thứ nhất á, thì đi trước đến một cái tòa lâu đài nhưng mà đã bị hư hại. Khi xưa là chỗ nơi của một ông trưởng giả, nhưng bây giờ
ông ta khỏi mất rồi, không còn, chỉ còn một bà cụ với đứa bé. Thì trong lâu đài đổ nát đó đó, hai bà cháu chỉ còn có một cái mâm mâm mà nó dơ bẩn, dính bụi bặm, chỉ có cái đó thôi, còn bao nhiêu không còn cái giá trị gì hết. Thì Đề Bạt Đa là cái vị thương buôn thứ nhất á, mới tới mới hỏi có cái gì bán cho ông ta hay không. Thì bà lão mới nói không có gì hết ngoại trừ cái mâm dơ bẩn. Thì vị thương buôn thứ nhất á, mới hỏi bà lão đem ra để xem. Thì bà lão đem ra, thì lúc đó vị thương buôn thứ nhất á, mới thử, mới lau chùi, biết ở đây, đây là cái mâm bằng vàng thiệt, giá trị cả 100.000 đồng. Và nhưng mà vì cái tâm tham á, cho nên vị thương buôn thứ nhất á, nói làm bộ nói đó, ồ cái mâm này không có đáng giá gì cả, không đáng giá một đồng xu nữa, để tao đi mua cái khác đi, nếu có suy nghĩ gì sẽ trở lại, có thể là mua chỉ vài ba xu thôi. Làm bộ đó, vì hai cháu không biết cái giá trị của cái mâm vàng đó. Thì cái vị thương buôn thứ nhất đi trước, rồi sau đó đó vị thương buôn thứ hai mới tới, mới cũng hỏi hai bà cháu ở trong lâu đài đổ nát này có cái gì bán hay không. Thì hai bà cháu này mới nói là cũng có gì. Cái vị thương buôn thứ nhất á, thấy ngay cả cái mâm dơ bẩn xấu xí nó không còn giá trị, không có giá trị một xu nữa, thì còn gì mà để bán. Thì vị thương buôn thứ hai mới nói thôi xin bà đem ra đi để tôi coi. Thì bà lão mới đem ra cái mâm dơ bẩn á, thì vị thương buôn thứ hai mới thấy cái mâm này thực sự là giá trị cả hơn 100.000 đồng. Thì lúc đó đó bà lão mới nói ồ vậy ngài cứ mua đi. Vì lúc đó đó vị thương buôn thứ hai nói là ngay cả đồ đạc của tôi cũng không có đủ giá trị để đánh đổi cái mâm vàng này, chỉ có giá trị khoảng chừng 90.000 đồng thôi. Thì bà lão nó không sao, ngài vì là có tâm chân thật, ngay thẳng, thì thôi ngài cứ lấy cái mâm, còn nhiều để lại cho tôi. Thì vị thương buôn thứ hai mới lấy cái mâm, đánh đổi lại hết rồi xong rồi đi. Thì cái vị thương buôn thứ nhất á, đi một thời gian, một đoạn đường ngắn á, thì mới làm bộ quay trở lại, mới gặp bà lão, mới nói rằng thôi giờ vì tôi từ bi đó, thì thôi bà bán cho ta cái mâm dơ bẩn đi, có thể trả chừng vài ba xu thôi. Thì lúc đó đó bà lão mới nói với cái vị thương buôn thứ nhất á, ông là cái người không chân thật, lừa gạt, cái mâm đó là mâm đàng vàng, có giá trị khoảng 100.000 đồng, mà ông chỉ nói là có với chỉ vài xu thôi. Tôi đã bán cho cái vị thương buôn thứ hai, cái người có cái sự chân thật rồi. Thì lúc đó đó thương buôn thứ nhất mới rất là giận dữ, chạy đuổi theo cái vị thương buôn thứ hai mà không kịp. Rồi lúc đó đó mới nguyện, mới nói là thời độc á, đời đời kiếp kiếp để sẽ theo trả thù cái vị thương buôn thứ hai. Nói cái lời thề độc đó vì cái tâm quá sân hận, cho nên bể tim mà chết tại chỗ. Vì cái lời thề độc như vậy đó nên hết đời này đến đời nọ, theo Đức Phật, phá Đức Phật, hãm hại Đức Phật trong những đời tiền kiếp, và ngay cả bây giờ đời hiện tại cái nhân vật lịch sử Đề Bà Đạt Đa cũng hại Đức Phật, là chia rẽ tăng đoàn, rồi thả con voi sai, cũng như là lăn cái hòn đá lớn để hại Phật. Nhưng chưa bao giờ Đức Phật ngài nguồn rủa Đề Bà Đạt Đa, chỉ nói cái nghiệp mà ông ta gây như thế nào.
Yêu sau này nhận cái hậu quả đó, thì cuối đời thì Đề Bà Đạt Đa ân hận hướng về Phật, thành tâm cầu sám hối, cầu quy y. Nhưng mà vì cái nghiệp, cái tội quá nặng, tạo những cái tội nghịch trọng tội đó, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, nên bị đất nở ra mà chôn sống tại chỗ, rồi đọa xuống địa ngục. Đó là theo kinh điển Nam Tông cũng như Bắc Tông ghi lại. Nhưng mà trong cái kinh Pháp Hoa này, điểm đặc sắc là chúng ta thấy Đức Phật Ngài không có nói đến những cái sự sân hận, sự thù oán của Đề Bà Đạt Đa, những sự mà hãm hại của Đề Bà Đạt Đa đối với Ngài trong những đời quá khứ, mà Ngài nói về là cái hạnh lành của Đề Bà Đạt Đa là vị tiên nhân thuyết kinh Pháp Hoa này, thuyết Pháp Đại Thừa này. Nhờ đó mà Ngài mới ngộ đạo, Ngài mới mau chóng thành Phật. Nên như chúng tôi trình bày đó, chắc có lẽ chỉ có Đạo Phật mới nói được những cái điều đó thôi. Thì chúng ta thấy đó, liên hệ đến cuộc sống của chúng ta qua cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài thọ ký cho cái người mà gọi là gần như đời này qua đời khác theo Ngài hãm hại Ngài, rồi ngay cả đời này cũng vậy, theo Ngài hãm hại Ngài, nhưng Phật cũng thọ ký cho cái người đó là Bề Đề Đạt Đa cũng thành Phật. Và Ngài cũng nói nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Ngài mới mau thành Phật. Thì ở đây đó, chúng ta có thể chiêm nghiệm lại trong cuộc sống của mình qua cái bài học này đó. Chúng ta cũng hiểu là mình có rất là nhiều Đề Bà Đạt Đa chung quanh mình, những người mà chúng ta đã lỡ tạo những cái nghịch duyên với họ, hoặc là qua việc mà mình ăn nuốt họ, hãm hại họ, chà đạp họ trong những lúc mình vô minh, mình si mê, mình có quyền, có thế, rồi do đó mà cứ bị những cái oán thù với nhau. Nên mỗi chúng ta không phải chỉ có một Đề Bà Đạt Đa không thôi, rất là nhiều. Vì cái sự vô minh vọng động của mình từ đời này qua đời khác. Nên đây là cái bài học mà Đức Phật Ngài dạy. Tuy rằng mình có một hoặc nhiều Đề Bà Đạt Đa đi nữa, mình cũng phải cố gắng chuyển cái tâm của mình. Những người mà họ gieo sắc sự sân hận, hoặc là họ thù hận mình, hay là họ ghét mình, thì tuyệt đối mình không có nên thù hận lại, ghét lại, vì chúng ta biết đó, điều này điều rất là căn bản. Lửa với lửa không bao giờ dập tắt được, chỉ nước mới dập tắt được lửa, chỉ nước từ bi mới dập tắt được lửa hận thù thôi. Và nhất là đó, trong bất cứ ngành nghề nào, trong bất cứ ở đâu, chúng ta đều có những cái thử thách. Đối với các em học sinh chẳng hạn, hay là sinh viên chẳng hạn đi học, thì các thầy cô giáo càng giỏi chừng nào, các giáo sư càng giỏi chừng nào, thì những vị đó càng cho những bài toán khó, những bài test khó chừng đó, để mà thử coi cái khả năng, cái trình độ học vấn, cái sự hiểu biết về cái bài vở đó của mình thế nào. Và trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, khi mình gặp những cái khó khăn, chướng ngại mà mình cố gắng mình vươn lên, vượt khó, thì mình sẽ dễ thành công hơn. Hoặc là khi mình gặp những chuyện này chuyện nọ, những cái người mà phỉ báng mình, chửi mắng mình, thì đa phần những người đó đó, đương nhiên đối với tâm phàm phu á, thì chúng ta nghĩ rằng đó là những người mình ghét, mình thù họ, đó là cái tâm phàm phu suy nghĩ. Nhưng mà đứng về mặt tích cực, nếu mình nhìn với cái cách nhìn của Đức Phật,
cách nhìn như trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này đó, bất cứ ai mà gây oán thù cho mình, gây khổ đau cho mình, gây phiền não cho mình thì là những vị thiện ý thức bậc nhất của mình. Vì nhờ đó, nhờ những vị đó mà mình mới thức tỉnh, nhờ những vị đó mình mới cẩn thận, nhờ những vị đó đó mình mới biết được những cái lỗi của mình, những kẽ hở, những sơ hở của mình. Còn đối với những người mà thương mình á, như mẹ, như bà, những người mà lúc nào cũng bao che đùm bọc mình, dẫu mình có làm sai đi nữa cũng đùm bọc đó, bao che mình á, thì mình dễ vui, mình dễ xem thường. Nhưng đôi khi mình có cái câu ngoài đời á, là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Là vì bà và mẹ thương con cháu nên đùm bọc bảo bọc, dẫu con cháu có làm hư làm sai gì cũng thương. Nên trong cuộc sống chúng ta thấy đó, chỉ có những cái người mà khó khăn với mình, những người gây khổ đau cho mình, những người mà chửi mắng mình, phản trách mình, gây những nghịch duyên nghịch cảnh với mình, đó là những cái người mà là Đề Bà Đạt Đa của chính mình, của mỗi chúng ta, đánh thức tỉnh chúng ta để chúng ta cẩn thận hơn khi họ nói những kiểu sơ hở của mình, những cái lỗi lầm của mình, là nói thúc mình để mình cố gắng vươn lên. Nên với cách nhìn như vậy đó, thì trong cuộc sống hàng ngày đó, chúng ta thấy đó, những người mà giúp mình cũng tri ơn, những người mà gây những cái nghịch cảnh, tạo những nghịch duyên, gây khó khăn, phản trắc, chửi mắng mình cũng tri ơn họ, mình không có oán thù gì. Cho nên với cách nhìn như vậy đó, trong tâm của mỗi chúng ta, nếu chúng ta tu tập, nếu chúng ta hiểu rõ cặn kẽ cái thâm ý của cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này, cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài thọ ký cho người mà lúc nào cũng đi theo Ngài, phá Ngài, hại Ngài, mà Ngài cũng thọ ký cho thành Phật, thì đó là cái thâm ý mà Phật muốn dạy chúng ta, là mình phải đối xử tất cả mọi người bình đẳng, dẫu người tốt, người xấu, người tốt mình học theo, mình trân quý, người mà chửi mắng mình, phản trách mình, hại mình cũng cảm ơn họ, nhờ họ mà mình mới tỉnh táo hơn, mình mới cẩn thận hơn. Ví dụ như khi mà chúng ta đi làm chẳng hạn, làm trong hãng xưởng, những người nào mà khó khăn với mình á, thì đa phần mình mới cẩn thận làm cái món đồ đó, cẩn thận, nói năng cẩn thận. Chứ nếu mà họ dễ vui với mình, đa phần mình không có để ý, mình nói không có chuẩn mực chẳng hạn, mình nói không có chánh niệm chẳng hạn. Nhưng mà đối với những người càng khó khăn với mình chừng nào, mình càng cẩn thận lời ăn tiếng nói, hành động cử chỉ của mình chừng đó. Nên đây là những thiện tri thức mà gây nghịch cảnh cho mình. Nên mình sống trong cuộc đời, nếu mình nhìn như vậy đó, thì mình không có cái tâm thù oán sân hận với ai, dẫu họ là những người phản trắc mình, những người hãm hại mình. Nên đó là cái tinh thần của đạo Phật. Chứ bằng không á, lúc nào mình cũng sợ hãi, lúc nào mình cũng bám víu vào những người mình thương, lúc nào mình cũng sợ hãi đối với những cái người mà gây oán thù với mình, gây những nghịch cảnh cho mình. Nên chúng tôi nghĩ á, chỉ có đạo Phật á, mới nói được những điều này, chỉ có Đức Phật mới dạy những cái lẽ thật như vậy. Quý vị có thể chiêm nghiệm lại, có thể so sánh lại, vì sẽ thấy rõ ha. Nên với cái tinh thần như vậy đó, thì tâm chúng ta lúc nào cũng thanh thản an lạc hết. Tối ngủ chúng ta không có một cái vướng bận gì, không có một cái sự sân hận bực tức gì, dẫu cái ngày đó, hôm đó, giờ đó, có người họ chửi mình, mắng mình, phản trách mình, vân vân, mình biết cái đó là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Nếu mà mình có lỗi lầm, đương nhiên mình cũng cảm ơn họ để nhắc mình. Nếu mình không có lỗi lầm, đó là cái nghiệp duyên của họ, họ tự tạo nghiệp xấu thì họ chịu quả báo xấu thôi. Thì cũng giống như Đức Phật Ngài
Khi mà đi đường với ngài A Nan đó, có một Bà La Môn chạy đuổi theo Phật, cứ chửi Phật, mắng Phật, giết trên suốt đoạn đường đó. Thì ngài A Nan mới thỉnh Phật đi qua vùng khác. Thì Đức Phật mình mới nói, nếu mà qua vùng khác gặp những người này thì sao, cứ bỏ vùng này đi qua vùng khác, cứ tránh hoài tránh mãi, tránh sao được. Thì Đức Phật thanh thản tự tại, ngài đi từ từ, ngài bình thản ngồi xuống một gốc cây. Thì cái người Bà La Môn mà tới chửi mắng ngài đó, thì mới hỏi ngài, hỏi Phật á, nãy giờ tôi chửi ông á, ông tại sao? Đức Phật ngài mới nói rằng cũng giống như người mà cho quà ông mà người ta không có nhận, thì những quà đó ông làm gì, thì vị đó nói tôi sẽ giữ. Thì Đức Phật ngài cũng nói, nếu mà ông chửi ta mà ta không chấp nhận, những cái nghiệp mà ông chửi mắng ta ông chịu thôi. Rồi trong kinh 42 chương Phật cũng dạy đó, những người mà theo mình chửi mắng mình mà mình không chấp nhận thì họ phải chịu cái quả báo đó, cũng giống người mà phun nước miếng lên trời thì nước miếng rớt vô mặt họ, hoặc là tung cát bụi ngược gió thì trở lại họ thôi. Nên đó là cách giải quyết của đạo Phật, một cách ôn hòa, một cách bớt bạo động, chứ không phải là người ta đánh mình một cái, mình chửi một cái, ăn miếng trả miếng. Nên đó lý do tại sao mà người Tây phương, người Mỹ họ rất là thích đạo Phật ở chỗ đó, mình không có trả thù trả oán, gây thù gây oán với ai. Bất cứ ai mình cũng thấy, người nào mà giúp mình cũng tri ơn, người nào chửi mắng mình phản trách mình cũng cảm ơn họ, vì họ nhắc nhở mình những cái điều sơ suất của mình. Và mình không có thể nào mà kiểm soát được cái tâm thức của người khác, không có control được tâm thức, cái hành động cử chỉ người khác, họ nói xấu nói tốt là cái tâm thức của họ, cái nghiệp lực của họ, họ nói hoặc làm thì họ sẽ chịu, sẽ lãnh cái hậu quả đó, còn mình không involve vô. Thì tâm mình nó thanh thản an lạc, mình không có chịu cái nghiệp đó. Nên Đức Phật ngài dùng rất là nhiều cái phương tiện để mà nhắc chúng ta, để chúng ta giữ được cái tâm lành thiện cho chính bản thân mình, giữ cái tâm thanh thản an lạc cho chính mình. Nên chúng tôi thường đề cập tới đó. Thì làm sao đã là Phật tử chân chánh, là người con Phật, thì mình đừng bao giờ mà ghim gút bất cứ ai, ngủ qua đêm, dẫu có giận người đi nữa đó, rồi qua đêm sau là qua sáng hôm sau là không còn nhớ, không có nghĩ nhớ đến cái chuyện sân hận đối với họ nữa. Đó mới chính là người Phật tử chân chánh mà quý vị thấy đó ha. Đức Phật ngài hành trì chứ không phải là ngài chỉ nói miệng không thôi, lý thuyết không thôi, mà nhờ ngài hành trì ngài mới thành Phật. Chứ còn nếu mà ngài không hành trì, ngài cũng giống như chúng ta ha. Cũng như là người mà đếm tiền cho thiên hạ thôi à. Nên qua cái phẩm Đề Bà Đạt Đa đó thì chúng tôi nghĩ, qua cả chính bản thân chúng tôi cũng vậy đó, rất là hiểu thấu đáo ha, thấu xương thấu tủy, và nhất là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, không thể nào mà chúng ta tránh được những cái người mà mình giúp họ rồi mà họ quay trở lại họ chửi mắng mình, họ phản trách mình, hoặc không thể nào mà tránh được những cái người mà lúc nào họ cũng theo mình, họ hại mình, họ làm khổ mình. Nhưng mà với cách nhìn của đạo Phật, với lời dạy của Phật trong cái phẩm này đó, thì mình thấy đó ha, chúng ta thấy rõ là cái chuyện của họ cũng phải chuyện của mình. Mình cố gắng giữ cái tâm thanh thản an lạc đi. Rồi còn cái chuyện mà họ tạo nghiệp, chuyện của họ, và mình chỉ cảm ơn khi mà họ nhắc những cái lỗi của mình, còn nếu mình không làm lỗi thôi, cái việc đó nghiệp của họ, nên rất là thanh thản, mình không có còn gây oán thù với họ nữa. Trong hiện tại thì trong tương lai, mình có gặp họ đi nữa cũng không có cái gì vương vấn, không có gì mà buồn phiền. Còn nếu bằng không như là mình phản ứng, giống như khi xưa khi chưa biết đạo đó, người thương mình hỗ trợ mình thì đó chính là những người bạn thân thiết của mình.
có người mà hại mình sẽ trả thù. Như trong phim ảnh, nhất là trong truyện chưởng chẳng hạn, kiếm hiệp chẳng hạn, gia đình lúc còn nhỏ đó, gia đình cha mẹ anh chị em gì bị người khác giết hại đó, lớn lên ha, học võ, họ đi tìm những cái người mà hại gia đình của mình đó, người thân mình đó, để trả thù, rồi mình cũng bị con cái của họ trả thù, trả oán, cái dòng luẩn quẩn hoài không bao giờ dừng, không bao giờ dứt. Nên đó là cái cách dạy của Đức Phật, đó cái pháp vi diệu của Đức Phật. Chỉ có Đức Phật là mới dạy được như vậy thôi, chứ còn gần như chắc không có cái giáo pháp nào mà dạy như lời của Phật, không có cái giáo lý nào mà nói quán chiếu những cái người mà hại mình là thiền tri thức bậc nhất đâu. Xin quý vị chiêm nghiệm lại. Nên đây là cái bài học rất là thiết thực, rất là lợi lạc cho mỗi chúng ta. Nên đương nhiên khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, bái sám, chúng ta cũng nên hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, những chúng sanh, những sanh linh mình lỡ ăn nuốt họ, mình lỡ hãm hại họ, chà đạp họ khi mình vô minh, để họ không có còn theo mình hại mình nữa. Và giả sử mà họ có quay trở lại, có thân người hay là bất cứ thân gì mà hại mình cũng cố gắng mà mình hóa giải cái sự hận thù đó, chấp nhận, rồi mình vươn lên, mình không có giữ bất cứ cái sự sân hận gì. Đó mới là hành trì theo lời Phật dạy, nơi là giữ được công đức, giữ được phước báo của mình. Nhất là đây chúng tôi xin nhấn mạnh lại ha, nhất là những người mà mình đã từng giúp họ, giúp hết tất cả tấm lòng, giúp họ hết tất cả mà giờ họ quay trở lại hại mình đó. Những người đó đôi khi đối với người thường rất là khó mà mình buông xả được, rất khó mình tha thứ được. Nhưng mà đối với tinh thần của Đạo Phật thì như tôi trình bày đó, đó mình giúp họ mà họ quay trở lại, họ phản, họ chửi mắng, họ hãm hại mình, đó là họ mang nợ mình hai lần đó. Nên mình cứ an tâm ha, chúng ta cứ an tâm mà tu tập đi. Mình chỉ sợ là mình không có tạo công đức phước báo lành thiện nhiều thôi, chứ không có sợ những cái người mà họ muốn hại mình. Mình có cái phước báo nhiều thì họ cũng hại mình được. Mình xin quý vị nhớ rõ cái câu chuyện trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này rất quan trọng, rất thiết thực cho mỗi chúng ta. Nên dẫu chúng ta có một Đề Bà Đạt Đa, 20 Đề Bà Đạt Đa, 100 Đề Bà Đạt Đa đi nữa, mình ứng dụng theo cách mà ứng xử của Phật á, thì mình sẽ hóa giải hết những cái sự hận thù, những cái oán thù giữa mình với họ. Nên xin quý vị nhớ điều này rất là quan trọng ha. Và như chúng tôi trình bày đó, Đức Phật ngài đương nhiên buổi đầu ngài cũng thọ ký thành Phật cho những vị đại đệ tử như ngài Xá Lợi Phất, Phần Liên vân vân, rồi những vị đại đệ tử lớn của ngài, những vị thánh A La Hán, rồi những vị tỳ kheo ni, rồi những vị Bồ Tát, rồi tất cả chúng sanh mà có tâm thành, chỉ cần chắp tay thành tâm mà lễ Phật thôi, ngài cũng thọ ký thành Phật. Và đến cái người mà hãm hại ngài, ngài cũng thọ ký thành Phật nữa. Đó là cái tinh thần bình đẳng, nhìn thấy tất cả chúng sanh đều bình đẳng hết, không có hơn, không có thua, không có ai là xấu hết, chỉ là vì vô minh vọng động mới tạo nghiệp xấu thôi, chứ ai cũng đều sẵn có cái pháp thân thanh tịnh, đều sẵn có Phật Đa Bảo trong tâm của mỗi chúng ta. Nên càng đọc kinh Pháp Hoa chừng nào, chúng ta càng trân quý cái thời gian mình còn ở đây, để mình cố gắng tạo công đức, tạo phước báo, và mình cố gắng sống tỉnh giác, cố gắng gieo nhân duyên lành thiện với những người xung quanh chúng ta, những chúng sanh xung quanh chúng ta. Đó là cái phần đầu của
Phẩm Đề Bà Đạt Đa này. Đó, rồi đến cái phần kế trong cái phẩm này cũng là rất là quan trọng nữa, là có một vị Bồ Tát đi theo hầu Phật Đa Bảo đó, Trí Đức, mới thỉnh Đức Phật Đa Bảo xin trở về quốc độ của Ngài. Nhưng Đức Phật Thích Ca đó, Ngài mới nói với Ngài Trí Thích đó, ông hãy chờ đợi trong chốc lát đi, có Bồ Tát Văn Thù sẽ cùng ông đàm luận Phật Pháp, rồi hãy trở về quốc độ. Thì lúc đó đó, Ngài Văn Thù, Ngài mới từ dưới đáy biển vọt lên cùng với chư Bồ Tát và đáp lại câu hỏi của Bồ Tát Trí Thích đó. Ngài Văn Thù, Ngài nói rằng Ngài đã giáo hóa rất là nhiều chúng sanh trong cung điện dưới biển của Long Vương, và Ngài Văn Thù, Ngài cũng có nói rằng là không phải là tôi có tài đức gì cả, mà dưới biển tôi chỉ giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thôi, và số Bồ Tát mà được tôi giáo hóa nhiều vô số kể, và tôi có một câu chuyện để mà kể lại với Ngài. Vì Ngài Văn Thù, Ngài nói rằng Ngài đã giảng kinh Pháp Hoa cho người con gái 8 tuổi của Long Vương, và nhờ đó mà Long nữ này ngộ đạo, đạt đạo. Rồi Bồ Tát Trí Tích, Ngài mới nói rằng Đức Phật Thích Ca đó, trong vô lượng vô số kiếp tu tập những hạnh khổ khó làm, tích tập công đức chứa chất biết bao nhiêu cái, đức hạnh liên tục không ngừng nghỉ, cầu đạo Bồ Đề khó khăn như thế nào, và quán sát rằng trong Tam Thiên Đại Thiên á, thế giới không có chỗ nào nhỏ như hạt cải mà không có cái thân mạng của tiền thân của Phật Thích Ca xả mạng để cho chúng sanh hay để cầu đạo giải thoát, cầu đạo Bồ Đề. Và không thể nào tin rằng người con gái 8 tuổi Long Vương á, với Long nữ này có thể trong chốc lát mà có thể thành Phật được. Thì Bồ Tát Trí Tích mới vừa nói xong á, thì Long nữ hiện ra trước mặt và đảnh lễ Đức Phật, và người đứng qua một bên dùng kệ tán thán rằng con tán thán Đức Phật, và nói rằng là tôi tin chắc rằng tôi sẽ chứng quả vị Phật, chỉ có Đức Phật mới ấn chứng cho tôi được điều này, tôi sẽ khai thị giáo pháp Đại Thừa, giúp chúng sanh được giải thoát khỏi khổ đau. Thì trong lúc đó đó, hội chúng không có hiểu cái lời nói của Long Nữ, và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mới nói với Long Nữ đó, cô khẳng định rằng là trong khoảnh khắc mà thành Phật á, thì thật là khó tin, và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cũng có nói thêm á, là đối với người nữ đó thì có những cái chướng ngại ha, thân nữ có 5 điều chướng ngại. Thứ nhất á, chẳng được làm Phạm Vương, Phạm Thiên Vương, là vua trời Phạm Thiên. Thứ hai, chẳng được làm vua trời Đế Thích. Thứ ba, chẳng được làm Ma Vương. Thứ tư, chẳng được làm Chuyển Luân Thánh Vương. Thứ năm, chẳng được làm Phật. Thì làm sao mà thân gái mau thành Phật như vậy? Thì nghe vậy đó, thì Long Nữ mới nói rằng tôi có một cái viên ngọc quý, và lấy ra rồi dâng lên Đức Phật, cúng dường Đức Phật. Và lúc đó đó, Long Nữ mới nói với Bồ Tát Trí Tích và Ngài Xá Lợi Phất á,
Tôi đã dâng viên ngọc của tôi cúng dường Đức Thế Tôn. Ngài có nhận cái viên ngọc đó rồi và hành động đó có nhanh hay không? Thì hai vị đáp là rất là nhanh. Thì nàng Long Nữ này mới nói rằng bằng sức thần thông của các ngài sẽ thổi tôi thành Phật còn mau hơn như thế nữa. Thì lúc đó đó đại chúng mới thấy Long Nữ tự nhiên biến thành thân người nam, đầy đủ hạnh đức Bồ Tát, rồi bà đến cõi Vô Cấu ở phương Nam, tại đó đã thành Phật, giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho đại chúng. Thì lúc đó tất cả chư Bồ Tát, Thanh Văn, chư Thiên, vân vân, thấy Long Nữ trở thành một vị Phật, giảng kinh cho chư thiên trời người, tám bộ quỷ thần vân vân, ai thấy cũng đều vui mừng kính lễ. Và những cái vị đó đó thấy được Long Nữ chuyển thân thành Phật như vậy đó, đều tỉnh ngộ, đạt đến bất thối địa, và tất cả đều được thọ ký thành Phật trong tương lai. Và Bồ Tát Thí Tích cũng như Ngài Xá Lợi Phất và toàn thể hội chúng cũng thầm lặng tin tưởng vào năng lực của Phật Pháp. Đây, tôi xin đề cập đại khái về cái phần này, cái phần mà ngàn Long Nữ thành Phật trong tích tắc. Thì ở đây, đối với Ngài Thí Tích, Ngài mới hỏi Ngài Văn Thù, Ngài độ chúng sanh ở dưới biển bao nhiêu. Thì Ngài Văn Thù, Ngài nói là rất là nhiều, vô số, không thể nào tính kể, mà đặc biệt là Ngài độ được một cô Long Nữ mới 8 tuổi đã ngộ đạo. Thì Bồ Tát Thí Tích nói không thể nào tin được như vậy. Đức Phật Thích Ca bỏ công bỏ sức, cần khổ từ đời này qua đời khác, mà hành hạnh Bồ Tát mới thành tựu được phước báo, được trí huệ viên mãn như vậy, mà sao mà nói Long Nữ chỉ trong khoảnh khắc mà thành Phật. Rồi Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, Ngài có nói là đối với thân người nữ thì không thể nào làm thân của Phạm Thiên Vương, không làm vua cõi trời Phạm Thiên, không làm vua cõi trời Ma Vương, Đế Thích, hay là Chuyển Luân Thánh Vương, hay làm Phật. Nhưng mà mới vừa nói xong thì ngàn Long Nữ lại dâng cái hạt châu báu cúng dường Phật, và Phật nhận. Và lúc đó cô ta mới nói, hãy xem coi cái sự thành Phật của tôi còn lẹ hơn cái việc mà cúng dường Phật cái hạt châu báu này. Thì mới qua cõi Vô Cấu ở phương Nam mà thành Phật và giảng kinh Pháp Hoa, khi mà chuyển thân nam, chuyển thành thân nam rồi thành Phật ở cõi Vô Cấu đó, ở phương Nam đó. Thì đây chúng ta thấy đó, cũng là một cái hình tượng để chúng ta biết rằng là đạo Phật vượt ngoài sự phân biệt kỳ thị giới tính, dẫu nam hay dẫu nữ đều khả năng, đều có khả năng thành Phật hết. Và ngay cả chúng ta biết Long Nữ theo cách nhìn của đạo Phật là nhất là loài rồng, cũng là một trong những loài súc sanh. Và như trong kinh điển Năm Tông thì chỉ có loài người mới được thọ giới tỳ kheo, thọ giới tỳ kheo ni, ở dưới người xuất gia thôi, chứ còn loài vật không được. Thì có câu chuyện chúng tôi xin kể chút xíu rồi quay trở lại. Thì có một vị rồng muốn xuất gia làm vị tăng, nên mới hiện làm cái thân người, rồi xin Phật truyền giới pháp tỳ kheo. Thì Đức Phật cũng truyền, nhưng mà buổi trưa đó, vì ngủ mê cho nên mới không có để ý, không có cẩn trọng, nên mới
hiện ra cái thân tướng của loài rồng, có một con rồng, cho nên trong đại chúng ai cũng sợ hết. Từ đó về sau Đức Phật ngài mới chế cái giới đó là không có cho loài phi nhân, quỷ thần vân vân, loài rồng vân vân thọ giới xuất gia, chỉ có loài người mới xuất gia được thôi. Và theo kinh điển Nam Tông là chỉ có người xuất gia mới có khả năng mà chứng tứ quả La Hán, còn đối với người tại gia thì cao lắm là chỉ chứng quả Anaham là tam quả La Hán thôi. Đừng nói chi là như ngài Sa Lợi Phất nói là có thân nữ là không thể nào mà thành Phật được, nhưng mà ở đây long nữ là chuyển thân nam, chuyển qua thân nam rồi thành Phật ở cõi vô cấu ở phương nam. Đó là cái tính biểu trưng cho cái Phật tánh thanh tịnh của mỗi chúng sanh đều sẵn có hết, dẫu đó là loài vật, loài rồng, hay dẫu đó là nam hay dẫu đó là nữ. Dạ thôi, cũng quá giờ, tôi xin tạm dừng ở đây để kỳ sau tôi sẽ trình bày tiếp về cái điểm này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.